Hello, xin chào anh em. Hiện tại là Bình đang có mặt tại cảng Hòn Rớ của thành phố Biển Nha Trang. Thì nơi Bình đang đứng đây đó là một tiệm cơ khí Thanh Win. Đây là một tiệm cơ khí phục vụ chuyên về các cái đồ mà làm cơ khí về biển anh em. Đây là tiệm cơ khí gần cảng Hòn Rớ ha. Đây anh em đi ra khỏi cổng cảng, đi tới khoảng tầm 50 mét là tới tiệm cơ khí Thanh Win. Đó, anh em đi ra khỏi cổng cảng, anh em quẹo bên phía tây phải là đi 50 mét, 50-30 mét là tới tiệm cơ khí của anh Thanh Vinh. Thì nói chung là mấy anh em làm gì tàu biển, mà khi anh em đi vào trong cái khu vực của cảng Hòn Rớ thì anh em có các cái nhu cầu gì, máy ben, máy kéo hay là sửa chữa về cơ khí neo này nọ, thì ở đây nó có một cái tiệm thợ tiện rất là gần để cho mình vô mình xử lý những cái vấn đề mà mình cần gấp, để cho mình mà xử lý cái công chuyện mình đi biển gấp liền trong ngày. Thì có cơ khí tiện của Thanh Vinh, ảnh sẽ xử lý trong ngày hoặc là trong 1-2 tiếng đồng hồ để kịp thời gian cho anh em còn ra đi biển quay trở lại. Hoặc là những anh em ghe thu mua mà có những cái ghe lưới, họ nhờ chúng ta vào đây chúng ta sửa chữa những cái hư hỏng lặt vặt về cơ khí tiện, thì anh em có thể vào tiệm cơ khí Thanh Vinh, anh sẽ xử lý những cái vấn đề mà anh em cần trong 1-2 tiếng đồng hồ để anh em kịp đi biển. Bởi vì mình xuống cảng Hòn Rớ này mình quay chính nội dung là ghe tàu tại cảng Hòn Rớ, nhưng mà thấy tiệm cơ khí này rất là gần và rất là tiện đối với những anh em mà làm gì ở biển. Khi chúng ta có những cái trở ngại thì chúng ta cần xử lý liền trong ngày để chúng ta đỡ kịp thời gian đi biển ha. Bây giờ mình sẽ quay thoáng qua về tiệm cơ khí Thanh Vinh cho quý anh em mình xem. Đây, quay cho anh em xem cái neo chiên và neo sỏi rạn nha anh em. Neo dạ kênh bố về đi biển á, em cũng làm lưới quay mà. Đây cái neo chiên và sỏi rạn ha. Chiên và sỏi rạn bốn mỏ nha. Hôm bữa giờ em chưa quay cái nào bốn mỏ bởi vì cái xứ em cũng ít người làm sỏi rạn á. Bốn mỏ neo này tầm 40 mấy ký, xiết cỡ hai cái mỏ này bỏ xuống là nó găm cứng luôn à. Neo chiên và sỏi rạn nha anh em. Ở đây mình từng gặp những cái neo chiên và sỏi rạn nhưng mà họ làm cái cánh này nó cũng hơi bầu tí xíu, là đỡ gặp những cái trường hợp gọi là ngồi sỏi rạn nó cũng có cái độ bám, nhưng mà cái này là nó dứt thẳng luôn, là mục đích là cái này là chỉ là chiên sỏi thôi. Nếu mà anh em neo ở ngoài những cái khu vực mà gọi là bùn hay là đất cát thì nó hơi kề kề tí xíu, im thì không sao, nhưng mà nếu mà có nờm lên xăng xăng nhẹ nhẹ là hơi kề kề. Ồ, bây giờ cân luôn thử cái neo này nhiêu ký, chắc nó tầm 40 mấy ký là chắc chắn rồi. Cái đốc dở sợ cái đốc mà. Neo này khó cân rồi nha, coi bở mặt đồng hồ. Để cho nằm kêu được đấy. Có cái miếng gì bỏ lên đồ cân, bỏ lên cái miếng đó thôi. Đưa về bên kia chút. Đó, để lên chút mà thử bên chút ký rồi. À, dễ coi được rồi. Ồ, tầm 60 ký thôi. 62 ký. Có 2 ký rồi, nó 4 mấy ký. Cái đốc dở sợ mà. Đốc quá đồ đốc. Dở sợ nha. 60 ký. Tuyệt phẩm chiên và sỏi rạn. Ok, đây anh em. Tiệm cơ khí tiện Thanh Vinh. Cách cảng Hòn Rớ khoảng tầm 50-30 mét. Đây mấy anh em thầy thợ đang làm rất là nhiều. Ở đây có tầm 5-6 anh thợ sẽ xử lý máy móc liền cho anh em trong ngày. Cần dợt tiện hay là sửa chữa gì đó
giờ máy bên, máy kéo, neo hay là ép cắt, đủ mọi thứ ha. Và cơ khí đây, ở bên trong đây mấy anh em cũng đang làm mấy cái máy kéo nè. Này có máy kéo nhỏ, máy kéo lớn. Đây mấy cái bồn nhớt nè anh em. Bồn nhớt này chắc 40-50 lít đó. Này, hoặc là anh em đi biển vô cần bấm ống, bấm này kia thủy lực á, để xử lý liền cho anh em kịp thời gian anh em đi biển ha. Đây mấy bấm ống nè. Cơ khí tiền Thanh Vinh, nằm ngay cảng Hòn Rớ luôn nha anh em. Cách cảng chỉ tầm 5-30 mét thôi. Rất là tiện để cho anh em xử lý công chuyện về tàu thuyền, về các cái đồ, về cơ khí để anh em kịp đi biển. Này có hai cái ti lái trợ lực nè. Đó, anh em có cần xử lý các cái vấn đề về lái trợ lực thì anh xử lý với mình luôn. Rất là tiện, nằm cách cảng Hòn Rớ chỉ tầm 5-30 mét. Anh em không cần phải bắt xe ôm hay là di chuyển khó khăn. Anh em ra khỏi cổng cảng là quẹo phải là thấy cái tiệm cơ khí của ảnh liền luôn. Đây, ở đây rất là nhiều máy móc mà mấy anh em đang làm. Này là cái bình nhớt của máy bên lớn, máy bên hai đầu bơm. Đó, này là anh chủ nè. Đây, bên này còn một cái phân xưởng nữa. Máy móc nhiều nha anh em, máy móc nhiều để xử lý nhanh gọn khi anh em nôn nóng ha. Đồ đạc nhiều, xử lý liền cho anh em trong ngày hoặc là trong 1-2 tiếng đồng hồ để cho anh em kịp đi biển. Máy móc nữa nè anh em. Đấy. Tiệm thờ tiện Thanh Vin nằm cách cảng Hòn Rớ tầm 5-30 mét nha anh em ơi. Đây mấy cái bầu của bơm nhớt thủy lực cho máy kéo. Này có máy kéo, máy bên này tầm mét nè. Máy bên này dành cho lưới rút đêm anh em. Lưới rút đêm, lưới trũ rồi đó. Kia là máy ép ha. Và phía bên này quay nguyên cái dàn máy bên, máy kéo của xử lý cho khách. Nè hình như mấy cái máy bên nhỏ, máy bên cũ, máy mới làm cũng đỡ ở đây. Bên này thúng lắc tích quá trời luôn nè. Đấy, thúng lắc tích cũng là cơ sở tại nhà luôn. Dàn kéo, dàn đổ rồi luôn nè anh em. Chủ yếu là mình cần là cần cái xử lý liền cho anh em để kịp đi biển nha anh em. Anh em ở xe vô cảng Hòn Rớ Nha Trang, anh em cần xử lý các cái tình huống về cơ khí tiện gấp trong ngày hoặc là trong 1-2 tiếng đồng hồ để cho kịp thời gian anh em đi biển trong ngày, thì cơ khí tiện Thanh Vinh sẽ xử lý giúp anh em ha. Anh em làm thoải mái trao đổi nhu cầu công việc, cái yêu cầu của anh em đưa ra thì anh em thợ tiện sẽ làm việc vui vẻ cho mọi người. Đây tiệm cơ khí năm này còn cảng Hòn Rớ ở bên phía tây mình đang chỉ kìa. Đây phía này là khu vực cảng Hòn Rớ anh em. Rất là nhiều ghe tàu lưới trũ bao nè, lưới rút đêm nè. Xử lý để cho kịp anh em đi biển. Bên kia anh em đang làm một cái neo.
neo này chắc tầm gần tạ ha.